Để thúc đẩy hoạt động liên kết vùng và ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh theo hướng tuần hoàn, hướng tới kinh tế xanh, bền vững, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp cùng TikTok, Alibaba.com, OSB là đại lý ủy quyền Alibaba.com tại Việt Nam, tổ chức khóa tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp, hợp tác xã vùng đồng bằng sông Hồng. Trong khuôn khổ của chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam thì chúng tôi cũng đã triển khai rất nhiều các hoạt động liên quan đến xây dựng phát triển thương hiệu và hỗ trợ các kỹ năng cho doanh nghiệp, trong đó có cả kỹ năng mà xây dựng và phát triển thương hiệu trên tần số. Thì cũng rất đáng mừng là với cái xu thế và với cái những cái nỗ lực của chúng tôi cùng các đối tác thì trong thời gian vừa qua cũng đã hỗ trợ rất là tích cực, và thêm vào đó là cũng đã nhận được cái sự tham gia hưởng ứng hết sức là tích cực từ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã, và trong đó thì còn rất nhiều các cái gọi như cá nhân và kinh doanh trên nền tảng số cũng đã tham gia và hưởng ứng cho các cái hoạt động của chúng tôi. Chuỗi chương trình được triển khai với các mục tiêu hỗ trợ thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại đối với doanh nghiệp và cộng đồng, thu hẹp khoảng cách giữa các thành phố lớn và các địa phương về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, giúp nâng cao trình độ sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh, cách thức tham gia các nền tảng số, kỹ năng livestream để quảng bá hình ảnh sản phẩm, sản lượng mùa vụ, sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, từ đó nâng tầm giá trị thương hiệu của nông sản Việt Nam. Các chương trình này đã giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu và đạt hiệu quả bán hàng tốt hơn. Cách thức bán hàng và tìm kiếm đơn hàng trên môi trường số của doanh nghiệp cũng được cải thiện. Đối với hợp tác xã chúng tôi thì có những thành viên là những phụ nữ, người dân tộc thiểu số, để tiếp cận được với nền tảng số như này thì cũng bị hạn chế rất là nhiều. Cho nên việc phát triển được thương hiệu cũng như là để tiếp cận được cái vấn đề về nền tảng số thì chúng tôi cũng cần phải học hỏi rất là nhiều. Thông qua những buổi tập huấn như này thì chúng tôi đã cố gắng đi để học hỏi, để làm sao để phát huy và mang lại giá trị về để có thể truyền lại cho các thành viên trong hợp tác xã, để các thành viên hợp tác xã có thể tiếp cận một cách nhanh nhất. Những khóa tập huấn như này có ý nghĩa rất là lớn đối với những người mới bán hàng hoặc chưa tiếp cận với nền tảng TikTok Shop, để cho họ hiểu được chính sách bán hàng, cách vận hành cũng như cách làm thế nào để cho sản phẩm của mình tiếp cận được thêm nhiều đối tượng khách hàng hơn và cũng được sản phẩm của mình bán được nhiều hơn. Nội dung khóa tập huấn tập trung vào từng chủ đề cụ thể, hướng dẫn và hỗ trợ học viên tự triển khai các hoạt động xây dựng thương hiệu và kinh doanh trên nền tảng số. Thông qua việc áp dụng kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, các doanh nghiệp sẽ cải thiện cách thức khai thác các công cụ và dịch vụ trên sàn thương mại điện tử và xây dựng được kịch bản thúc đẩy doanh thu, gia tăng hiệu quả bán hàng. Đây là phương thức thiết thực giúp học viên nhanh chóng nắm bắt vấn đề trong việc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường số, đặc biệt là hoạt động livestream bán hàng.